Thanh Mai mến chào quý vị đến với kênh Việt ngữ của hệ thống truyền thông Asian Media Network. Thưa quý vị, đúng hẹn lại lên, cứ vào mỗi thứ ba hàng tuần, chúng ta lại có dịp hội ngộ cùng nhau trên làn sóng của đài Asian Media Network để nói về chương trình Di trú, hay còn gọi là My American Dream, giấc mơ đến Mỹ. Và trong chương trình này thì đồng hành cùng với chúng tôi đó là chị Cathy Nguyễn, giám đốc điều hành của công ty My Truly Wonder, trụ sở tọa lạc tại Austin, Texas. Và cứ như vậy, mỗi thứ ba, chúng tôi gửi đến quý vị những thông tin mới lạ, hữu ích liên quan đến chương trình di trú, và mong rằng sẽ đem đến cho quý vị những thông tin mà quý vị đang cần và muốn biết và muốn nghe. Thanh Mai gửi lời mến chào đến với chị Cathy. Thưa chị, hôm nay chị khỏe không ạ? Cảm ơn Thanh Mai, hôm nay chị rất là khỏe. Dạ vâng, thưa chị, rất là vui. Mỗi tuần, cứ vào thứ ba thì hai chị em chúng ta lại gặp nhau trên làn sóng của đài Asian Media Network để gửi đến cho quý khán thính giả của chúng ta những thông tin mới cập nhật liên quan tới vấn đề di trú. Thì thưa quý chị, tuần vừa qua chúng ta đã nói về đề tài du học sinh, cũng là một cái đề tài phải nói là rất là hữu ích và được rất là nhiều những cái sinh viên học sinh cũng như là quý vị phụ huynh quan tâm và liên lạc tới đài. Nhưng trong số những người liên lạc đài trong tuần qua thưa chị thì cũng có một vài người là những doanh nhân, thì họ có đề nghị với Thanh Mai là: cô Thanh Mai ơi, có thể hỏi chị Cathy nói một chút xíu về chương trình cho những người doanh nhân như chúng tôi, nếu mà chúng tôi đầu tư vô nước Mỹ này thì chúng tôi được những cái lợi gì, vân vân. Thì thưa chị, hôm nay thì em bởi vì những cái lời yêu cầu đó của khán thính giả chúng ta nên em muốn hỏi chị để chị có thể nói về cái đề tài là đầu tư theo diện là L1 có visa. Thì thưa chị, cũng như là quý khán thính giả của chúng ta được biết đó là về những cái chương trình mà đầu tư vô nước Mỹ này đó, thì phải nói là Bộ Đầu tư và Sở Di trú làm việc chặt chẽ với nhau và để trải thảm đỏ cho tất cả những quý doanh nhân trên toàn nước Mỹ, trên toàn thế giới này. Quý vị muốn đến để đầu tư vô nước Mỹ, tạo công ăn việc làm và thúc đẩy nền kinh tế của Hoa Kỳ đi lên. Vì vậy mà họ tạo điều kiện rất là dễ dàng. Do đó ngày hôm nay thì chị Cathy sẽ trình bày rất là nhiều những cái điều mà quý vị muốn biết, muốn nghe về chương trình đầu tư theo dạng L1 có visa. Thì xin mời chị Cathy, chị có thể nói một chút xíu, trước hết là một chút xíu về cái chương trình đầu tư theo dạng L1 như thế nào thưa chị? Cảm ơn Thanh Mai. Thưa quý vị, đúng như Thanh Mai nói đó, là Bộ Đầu tư và Bộ Di trú đã trải thảm đỏ cho các doanh nhân ở thế giới, mà các doanh nhân là phải thành công. Tại sao mình nói là có thể có định nghĩa được một doanh nhân thành công? Là thứ nhất đấy, là họ có doanh nghiệp từ nước của họ for the last 3 years, tức là 3 đến 2 năm vừa rồi, và có số lượng công nhân viên là khoảng 15 người trở lên, đóng thuế đàng hoàng, có giấy phép, có những cái công ăn việc làm ở bên sớ người ta, và tất cả những cái đều là phải là hợp pháp và đang hoạt động mạnh. Thì chính phủ Hoa Kỳ dành riêng một cái visa để tiến tới thẻ xanh cho những vị khách này, gọi là visa L1 để tiến tới thẻ xanh. Thì đó là điều kiện tiên quyết. Quý vị muốn được tham gia vào cái visa này là bạn phải có công ty bên Việt Nam đang hoạt động trên vòng 3 năm vừa qua, đóng thuế công nhân viên khoảng 15 người trở lên, có manager, có mặt bằng, có website, có tất cả những cái chứng minh được rằng chúng ta đang hoạt động tại Việt Nam hoặc là tại các nước của chúng ta trên thế giới. Cảm ơn chị. Tức là quý doanh nghiệp muốn đến đi theo cái dạng visa L1 á, thì họ phải có doanh nghiệp đã có sẵn ở bên Việt Nam. Nhưng mà khi họ muốn đầu tư qua bên Mỹ này thì cái mức vốn họ phải đầu tư là bao nhiêu và những cái thủ tục gì họ cần phải chuẩn bị thưa chị? Khi mà các bạn đó đạt đủ điều kiện, như điều kiện chúng tôi vừa nói đến á,
để được tham gia vào cái chương trình visa L1 này thì điều trước Tết là các bạn phải mở công ty bên Mỹ, mở công ty với cái dạng là công ty của các bạn, và với cái công ty đó các bạn mua hoặc là hợp tác hoặc là liên doanh với một công ty ở Mỹ để tiếp tục với những công ty mà đang hoạt động, hoặc là những công ty mới thì bắt đầu mở ra một công ty mới để mà bắt đầu hoạt động tham gia thị trường ở Mỹ. Thì tức là mình làm hai cầu nối, một cầu công ty Việt Nam và một công ty bên Mỹ, thì chúng ta bắt đầu cái quy trình để mà làm sao cho nó hợp với cái dạng visa này. Đó là cái điều kiện tiên quyết là phải có vốn mua hoặc là liên kết với công ty bên này. Thì cái số vốn đó, nó rất là tốt, là nó dao động từ 250.000 đến 50.000. Thì càng nhiều càng tốt, nhưng mà cái mức tối thiểu các bạn phải bỏ ra để mua hoặc để liên kết với công ty bên Mỹ là 250.000 để chúng ta bắt đầu vào cuộc hành trình này. Dạ vâng, cảm ơn chị. Nếu mà chị nói cái mức vốn chỉ có vài trăm ngàn thì tính ra nó cũng không có cao lắm so với chương trình là EB-5. Em biết là EB-5 là phải trước đây hình như là nửa triệu, bây giờ là tăng lên là 800.000 phải không chị? EB-5. Đúng rồi em. Dạ vâng. Đúng rồi. Thành ra là đi L1 nó quý vị có tiết kiệm được tiền hơn, tức là không phải đầu tư nhiều quá, bởi vì đầu tư nhiều đôi lúc cũng là một cái sự rủi ro có thể xảy ra. Thưa chị, thì khi mà họ đi như vậy thì cái thủ tục lúc mà làm giấy tờ cho tới lúc mà được đặt chân tới Mỹ nó mất bao lâu chị ha? Cái visa này phải nói là nhanh nhất trong các loại visa. Thì các bạn cung cấp đủ cho chúng tôi những cái giấy tờ cần phải có ở bên Việt Nam, và chúng tôi mở công ty cho các bạn ở Mỹ rồi hợp tác hoặc là mua doanh nghiệp bên Mỹ. Thì tất cả những quy trình đó mà các bạn cung cấp đầy đủ cho chúng tôi á, thì các bạn có thể qua có mặt bạn và cả gia đình các bạn. Con cái dưới 21 tuổi có mặt ở Mỹ khoảng 4 tháng, 3 đến 4 tháng đã có mặt ở Mỹ rồi. Wow. Cái điều này là vô cùng tốt cho các bạn muốn đi nhanh để mà đi và tiến vào thị trường Mỹ để con cái bắt đầu đi học và mình mở rộng cái công việc kinh doanh của mình vào Mỹ một cách rất là nhanh chóng. Dạ vâng. Thế chị nói là 3 tới 4 tháng, tức là từ lúc bắt đầu làm hồ sơ cho tới khi đến Mỹ là chỉ có 3 4 tháng thôi hả sao chị? Đúng rồi. Các bạn cứ phải là công cốt cho chúng tôi đầy đủ theo từng các bước chúng tôi hướng dẫn. Nhanh từng nào thì chúng tôi hay là có cho các bạn làm cho các bạn có mặt ở Mỹ đến vậy. Có những hồ sơ mà họ có sẵn rồi đó thì chúng tôi làm khoảng 2 tháng sau expedite đó, thì khoảng 2 tháng sau là từ khi mà bỏ tiền ra để đầu tư đóng chi phí và bắt đầu nộp đơn cho đến khi đặt chân lên Mỹ là qua 2 tháng thôi, đã có những trường hợp như vậy rồi. Wow. Thành ra cái visa này phải nói là nhanh hay chóng là tùy vào các bạn. Wow. Rất là tốt. Dạ vâng, thưa chị. Và để mà được như vậy đó thì cái business họ mua có phải là theo từng cái ngành nghề, cái industry gì không chị? Tức là ví dụ như em ở bên Việt Nam mà em làm nhà hàng đi, nhưng mà em qua Mỹ em lại không mở nhà hàng mà em lại mua một cái business về dịch vụ chẳng hạn như dry clean hoặc là một cái business tiệm nail, thì nó có ok không chị? Điều tốt ở trong cái luật định về cái loại visa này thì các bạn không cần phải làm một chung một ngành nghề các bạn đang làm ở Việt Nam. Ví dụ chúng tôi đang làm cho một công ty luật hoặc là công ty luật đàng hoàng mà họ mua một nhà hàng thì không sao cả, miễn là bạn làm cái gì đó, bạn là trong cái là doanh nhân đúng không? Công ty luật hay là nhà hàng hoặc là cái công ty sản xuất nào đó bên Việt Nam, hãng may, thì qua đây các bạn không cần phải làm đúng ngành nghề, các bạn có thể làm bất cứ một ngành nghề gì mà đủ với cái số vốn và đủ các cái quy trình là các bạn được thôi. Cái điều nó mở rộng như vậy cho nên các bạn không cần phải đắn đo là ô tôi đang làm thế này, qua bên đấy tôi làm thế được không, không cần thiết. Dạ vâng. Tức là họ đi như vậy thì họ mua bất cứ những cái doanh nghiệp nào ở Mỹ này, miễn là doanh nghiệp đó có tạo công ăn việc làm đúng không chị? Là phải tạo ra đúng công rồi. Ăn việc làm bao nhiêu job cho cái doanh nghiệp đó chị? L1 thì chúng ta có cái rộng rãi là chúng ta không cần thiết phải tạo đúng 10 công ăn việc làm như là EV5. Không quy định là bao nhiêu, nhưng mà các bạn vẫn phải một là duy trì những cái công ăn việc làm mà công ty của các bạn mua vào
hoặc là nếu các bạn tạo công ty mới thì các bạn phải bắt đầu tạo công việc làm 3, 4 gì đó, 5, 6 gì đó, tùy vào cái mức độ các bạn đầu tư. Không cần thiết phải bao nhiêu việc làm nhưng phải có việc làm, cái điều đó là cái điều rất là dễ dàng cho visa L1. Dạ vâng. Và nếu như em là cái người giống như mình có những doanh nghiệp Việt Nam, nhà hàng hoặc là tiệm nail mà họ muốn bán đi, hoặc là muốn bán cho những người đi cái diện L1 qua đây, thì cái điều kiện của những cái doanh nghiệp đó hiện tại ở Mỹ này thì họ phải tức là phải có lời hoặc là có bao nhiêu nhân viên vân vân để mà transition, để mà có thể qualify cho cái người doanh nghiệp từ bên Việt Nam hay nước khác vào qua cái dạng L1 chị? Chúng tôi khuyến khích và chúng tôi luôn luôn muốn cho các bạn ở Việt Nam khi mà tham gia vào cái chương trình L1 này là phải tham gia vào, phải mua hoặc là partner liên kết với một công ty đang hoạt động tốt, đang có lời, đang có một số công ăn việc làm có sẵn. Và cái năm của người ta, năm trên cái thương trường lâu khoảng 2-3 năm, 3-4 năm trở lên, càng lâu càng tốt. Tại sao? Tại vì khi các bạn đi vào một cái doanh nghiệp không tốt đó, thì cái công ăn tạo công việc làm nó không thể bảo đảm được là các bạn đi lên. Cho nên là chúng tôi luôn luôn có những công ty đang có lời một cách rất là vững chắc mà đã là khá lâu đời để cho các bạn mua, các bạn liên kết, hoặc là nói nhanh hơn là chúng tôi không khuyến khích, cũng được nhưng mà không khuyến khích các bạn tạo một công ty mới. Tại sao? Một công ty mới thì các bạn phải mất 5-6 tháng cho đến 1-2 năm để mà stable, tức là để mà ổn định một công ty mới, thì nó mất thời gian nhiều hơn, tốn tiền bạc nhiều hơn. Cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ mất thời gian để các bạn tạo công việc làm hơn. Cho nên là chúng tôi luôn luôn có những số, một cái số cái công ty để các bạn mua vào, tiệm nail, tiệm giặt, nhà hàng, hãng may, hãng điện tử, pharmacy, tức là thuốc tây đấy. Chúng tôi luôn luôn có những cái công ty mà nhỏ và vừa như vậy để các bạn tham gia vào, một là mua đích hay là liên kết. Liên kết ở đây thì chị là cái ownership của họ share với lại cái người chủ hiện tại hả chị? Đúng rồi em, mà cái phần trăm của mà người khách Việt Nam, khách ngoại quốc mà muốn liên kết với công ty Mỹ để mà làm visa L1 thì các bạn phải đứng là 51% hay là hơn, chứ không được dưới cái mức đấy. Đấy là quy định của Bộ Di trú và Bộ Lao động và Bộ Đầu tư. Là các bạn phải 51% hay là hơn. Và thêm vào đó đó thưa chị, thì khi họ qua bên Mỹ này đi cái dạng diện L1 thì con cái, vợ chồng con cái nói chung là được đi qua đây hết, thì tất cả mọi người đều có thẻ xanh hết phải không chị? Và cái thẻ xanh này là nó được bao nhiêu lâu? Cái giai đoạn này chúng ta chưa nói đến thẻ xanh. Dạ vâng. Giai đoạn này chúng ta đang nói đến visa L1 trước. Visa L1 xong đi đó thì các bạn có bên này, các bạn tiếp tục kinh doanh, tiếp tục tạo công việc làm. Khoảng 12 tháng sau thì các bạn phải đầu tư một lần nữa. Để làm gì? Thứ nhất, đầu tư một lần nữa để phát triển kinh doanh, mướn thêm công nhân viên và để tạo điều kiện để các bạn renew, tức là đáo hạ cái visa này. Tổng cộng chính phủ cho các bạn đáo hạn tổng cộng 3 lần, tổng cộng là 7 năm. Nếu các bạn không muốn có visa 10 năm thì các bạn cứ đáo hạn. Lần đầu tiên thì được 2 năm, lần thứ hai thì được 3 năm. Thì tổng cộng là các bạn được 7 năm ở Mỹ hợp pháp để làm ăn và các con cái các bạn được đi học. Nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn là sau 1 năm các bạn nên xin thẻ xanh. Để làm gì? Để con cái và các bạn được thẻ xanh ở lại vĩnh viễn ở bên Mỹ. Đó là cái điều kiện phải có để các bạn phải có, để các bạn phải đầu tư thêm, tạo thêm công ăn việc làm sau 12 tháng các bạn có mặt ở đây, để được hai việc. Thứ nhất là đáo hạn đền từ 3 đến 7 năm, thứ hai là xin thẻ xanh. Đó là cái giai đoạn thứ hai. Cái giai đoạn đầu tiên các bạn chưa có thẻ xanh, các bạn mới có visa L1 thôi, hợp pháp vào đây sinh sống và làm việc thôi, chưa có thẻ xanh trong thời gian đầu. Dạ vâng. Nhưng mà đi lẹ phải không chị ha? Tức là trong lúc chờ đợi thì quý vị đã ở Mỹ rồi, trong khi chương trình như là lao động EBT thì mất tới 2 năm rưỡi, 3 năm thì quý vị vẫn ở Việt Nam.
chưa có qua được bên Mỹ. Và chương trình này thì chị Cathy suggest là khuyên những quý vị nào mà có những con em nhỏ, giống như là muốn cho các em hấp thụ nền văn hóa ở Mỹ này, đi học trường Mỹ ở cái tuổi sớm hơn, thì lúc đó những cái con em của những quý vị doanh nhân này đi qua Mỹ thì các em có phải trả những cái học phí đi tới trường không chị? Chẳng hạn như từ lúc K-1 mẫu giáo cho tới 12, hoặc là các em đã vô trong cao đẳng hoặc là vô đại học, thì các em có phải trả tiền tuition như là người out of state, out of country, là người ngoại quốc, hay là đi học được miễn phí và được những cái benefit? Điều tốt đẹp của cái visa L1 này là các bạn được, các con các bạn được đối xử như những người có thẻ xanh 10 năm. Wow. Khi các bạn đặt chân Mỹ, con cái các bạn từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 hoàn toàn miễn phí. Và khi các bạn vào đại học hoặc là cao đẳng thì các bạn được 1/3 phí như các người có thẻ xanh. Điều đó rất tốt đẹp. Và không những nếu mà như khi các bạn đã viết chương trình này trễ thì các bạn không thể làm visa EB3 thì phải chờ 3 năm á, thì còn các bạn khoảng 19-20 tuổi đi, các bạn nên làm ngay. Tại sao? 4-5 tháng sau, 3-4 tháng sau con các bạn đến đây rồi, thì 1 năm sau mình apply cho thẻ xanh thì con các bạn vẫn dưới 21 tuổi. Chúng tôi cho rằng đây là một cái thảm đỏ, như nãy Thanh Mai có nói là đây là một cái thảm đỏ, chính phủ giải thảm cho các bạn tiến vào thị trường Mỹ và có điều kiện để được thẻ xanh một cách rất nhanh chóng nhất trong các chương trình di trú. Wow, vậy là rất là tốt đó chị, tại vì mình chỉ nghĩ nếu như mà quý vị cho con em mình đi du học sinh đi, thì một năm cũng đã mất 20,000+, đó là cái trường hệ cao đẳng ở Arizona, nhưng mà học đại học thì 40,000+, mà quý vị nhân 4 năm thôi là cũng 200,000. Nếu mà 200,000 đó, lấy cái tiền đó đầu tư vô một cái cơ sở thương mại, nguyên một gia đình được qua, phải không chị ha? Và các con bé nhỏ thì từ mẫu giáo tới 12 thì các em học free, không phải trả tiền lệ phí, tiền học phí. Và các em trên bước vào tuổi đại học hoặc là cao đẳng đó, thì sau một năm xin thẻ xanh thì lúc đó các em cũng được học free, phải không chị hả? Là cũng giống đúng như rồi, những người thường trú dân. Wow, it's a wonderful program. Chỉ có điều là lúc nãy chị nói em là họ qua lần đầu họ mua cái cơ một cái doanh nghiệp khoảng chừng 300,000. Nhưng mà khi họ qua đến Mỹ được một năm thì họ lại phải đầu tư thêm vào một cái doanh nghiệp nữa, hoặc là đầu tư thêm để phát triển cái doanh nghiệp đó ra, mở ra thêm một cái chi nhánh thứ hai vân vân. Phải không chị? Và cái mức đầu tư đợt hai thì nó số tiền là bao nhiêu? Nếu các bạn muốn có thẻ xanh và nếu các bạn muốn có mặt ở đây hợp pháp 7 năm thì các bạn bắt buộc phải đầu tư thêm hoặc là phát triển thêm bằng cách là phát triển cái công việc kinh doanh của các bạn. Tôi lấy ví dụ cho các bạn dễ hiểu. Ví dụ các bạn mua một nhà hàng 350,000 hay là 250,000 gì đó, thì các bạn làm thêm trà sữa hoặc là làm thêm cái dịch vụ delivery hoặc là phát triển thêm những món ăn mới. Tức là các bạn bỏ thêm vốn ra khoảng 100, 200, 300, càng nhiều càng tốt. Cái vốn đó để bảo đảm các bạn muốn thêm vài 3, 4 công nhân viên nữa để đủ điều kiện xin ở lại đây 7 năm hoặc là xin thẻ xanh cho cả gia đình. Cái đó là các bạn muốn làm hai việc đó. Còn nếu không thì các bạn, vậy là đủ rồi. Các bạn cứ làm việc, tạo công việc làm thêm ra. Nhưng mà cái để chắc chắn được ở lại 7 năm và được có thẻ xanh thì các bạn phải đầu tư thêm. Và cái vốn đầu tư không bao nhiêu. Hoặc là các bạn làm nhà hàng đang tốt, các bạn mở thêm nhà hàng khi chi nhánh của mình nữa, một cái nhà hàng nữa, 200,000-300,000 nữa thì càng tốt. Thì mình chứng tỏ với bộ đầu tư và bộ di trú rằng ồ, tôi thực sự là tôi muốn ở lại Mỹ, tôi muốn con cái tôi ở đây có thẻ xanh và bản thân tôi có thẻ xanh. Để tôi phát triển thêm vào thị trường Mỹ thì tôi mua thêm một công ty khác, không cần phải bỏ thêm một nhà hàng. Chúng ta có thể làm thêm một cái gì đó, một công ty nào đó mà chúng ta thích. Chúng ta đã thâm nhập được một năm rồi, chúng ta có thể có cái nhận thức về thị trường Mỹ tốt hơn, thì chúng ta bắt buộc phát triển thêm với một số vốn cụ thể nào đó 150,000 trở lên và càng nhiều càng tốt, để phát triển thêm công ăn việc làm để có điều kiện xin thẻ xanh cho cả gia đình hoặc là ở lại 7 năm. Nhưng mà quá cái thời hạn 7 năm thì phải về lại Việt Nam hay sao chị?
Đúng rồi, tôi chưa thấy ai mà quá thời hạn 7 năm mà họ về. không? 1 2 năm là họ xin ở lại thẻ xanh cả tại vì mình đã qua đây rồi, mình đã thích hợp được với thị trường Mỹ rồi và đâu phải ai cũng được qua thị trường Mỹ để kinh doanh đâu. Dạ vâng. Thành ra đó là cái điều kiện mà hầu như không phải ai cũng có. Và khách hàng của chúng tôi thì hầu hết là 1 năm cho đến 2 năm sau là họ xin thẻ xanh. Và những khách hàng đầu tiên của chúng tôi bây giờ đã có quốc tịch rồi. Họ đã có quốc tịch rồi, thành ra là mà họ bắt đầu hội nhập vào cái thị trường Mỹ rồi, họ rất là thích. Dạ vâng. Và cái đó là những cái giấc mơ của rất nhiều doanh nhân trên thế giới. Thưa chị, chương trình này nghe rất là hấp dẫn. Hiện tại thì công ty Truly Wonder của chị có những cái doanh nghiệp sẵn để cho quý đầu tư mà những người doanh nghiệp ở bên Việt Nam đang nghe chương trình này và họ muốn đầu tư ngay vào những cái doanh nghiệp ở bên Mỹ này, thì chị có những cái business sẵn sàng để cho họ có thể đầu tư vào không? Và như vậy thì họ có cần phải bay qua đây để xem cái business đó hay là chỉ qua giấy tờ là cũng có thể qualify được rồi? Chúng tôi sẵn có bao nhiêu rất nhiều những công ty trong tay chúng tôi cũng có, hoặc là có những cái partner đã dặn chúng tôi trước rằng chúng tôi cũng muốn bán doanh nghiệp cho những khách L1. Luôn luôn lúc nào cũng có sẵn sàng những công ty nhỏ và vừa cho các bạn từ 250 ngàn đến 500 ngàn, 700 ngàn, 800 ngàn. Sẵn sàng có những công ty cho các chủng loại. Ví dụ nhà hàng, tiệm giặt, tiệm nail, công ty, các loại công ty cả, ngay cả pharmacy tức là nhà thuốc tây đấy, rồi những công ty về skin care, về medical có nhỏ, cái nhỏ nhỏ từ 700 ngàn trở lên có hết cho các bạn. Và các bạn khi mà các bạn đi mua vào hoặc là partner với mấy cái những công ty này là chúng tôi bảo đảm rằng họ đang có lời và là những công ty rất là vững chắc để các bạn đi vào kinh doanh. Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai là Thanh Mai hỏi đó là như nào, quên rồi. Thưa chị Cathy, em muốn biết là trong trường hợp mà họ, những cái người doanh nghiệp ở bên Việt Nam, họ không có bay qua Mỹ được để có thể coi cái doanh nghiệp trước khi mà họ đầu tư vô, thì họ có phải giống như là những cái giấy tờ, giấy thuế cho thấy income hoặc là hình ảnh video, cái đó nó có đủ để họ qualify để mua hay là điều kiện bắt họ phải bay qua Mỹ để xem cái doanh nghiệp đó, thưa chị? Trước khi mà chúng tôi giới thiệu với các bạn cái doanh nghiệp nào đó để các bạn mua partner liên kết để mà có đủ hồ sơ để làm visa L1 đấy, các doanh nghiệp này có sẵn sàng tất cả những cái package, tức là những nguyên một gói mà luật sư cũng như là những cái chuyên gia kinh tế của chúng tôi đã phân tích, cũng như là những cái CPA tức là những kế toán đấy đã cho các bạn tất cả các dữ liệu để các bạn quyết định rồi. Nhưng chúng tôi vẫn khuyến khích các bạn nên apply cho visa B2, tức là visa đi khảo sát mà đầu tư đấy, thì bay qua đây chúng các bạn sẽ được nhìn thấy doanh nghiệp của mình mua sẽ ở trong doanh nghiệp làm việc trong vòng 1 2 tuần, 1 2 tháng, thì cái đó là chúng tôi vẫn có thể giúp các bạn để có visa qua đi khảo sát đầu tư được, nhưng là phải tuân thủ tất cả các điều kiện, các cái hợp đồng mà chúng tôi đã giao cho các bạn, tức là sao các bạn qua đây khảo sát đầu tư chứ không phải đi du lịch hoặc là bất cứ cái gì đó, thì chúng ta vẫn khuyến khích nên bay qua đây để chúng ta có những cái nhìn mà thực tế hơn. Nhưng mà ngoài ra thì với cái con mắt doanh nhân thì các bạn cũng có thể qua những cái chứng từ mà chúng tôi đã có những cái sự kiểm chứng của luật sư cũng như là kế toán ấy, thì các bạn cũng vẫn có thể đánh giá được là các bạn nên mua như thế nào để các bạn có đủ cái hồ sơ để xin đi visa L1. Dạ vâng, cảm ơn chị Cathy rất là nhiều. Ngày hôm nay chị chia sẻ một cái thông tin phải nói là cực kỳ mà vừa gọi là hữu hiệu mà vừa có một cái sức mạnh mà có một cái sức phải nói là hấp dẫn đối với những quý vị doanh nhân làm về business thương mại ở Việt Nam cũng như là những quý vị ở Mỹ này mà cần đầu tư vốn, cần người để mà đầu tư vốn vô trong doanh nghiệp của quý vị, thì quý vị cũng có thể nối kết qua cái chương trình L1 này. Thì mọi thắc mắc muốn biết thêm về chương trình đầu tư L1 Visa thì hãy liên lạc với chị Cathy, công ty
Julie Wonder, số điện thoại là 559-606-4011, 559-606-4011. Và những quý vị ở Việt Nam thì vẫn có thể liên lạc cái số phone đó qua text hoặc là gọi qua Zalo. À, quý vị nhé, quý vị cũng có thể email cho chị Kathy qua cái địa chỉ email là kathy@truliewonder.com hoặc là info@truliewonder.com. Thanh Mai nghĩ là chị Kathy ơi, chắc là mình phải dành một cái episode vào tuần tới để nói thêm chi tiết sâu hơn nữa vào cái chương trình L1 Visa như thế này chị hả? Bởi vì em thấy là nó rất là hấp dẫn đối với nhà đầu tư. Đúng rồi, chúng tôi xin mời quý vị theo dõi cái chương trình sau của chúng tôi. Chúng tôi sẽ nói rõ tất cả các về quyền lợi, nghĩa vụ cũng như là tại sao các bạn có doanh nhân thành công ở Việt Nam, các bạn nên đi xin qua Mỹ để các bạn đầu kinh doanh và tiến tới thẻ xanh bằng visa L1. Chương trình sau sẽ rất hấp dẫn hơn chương trình này nhiều. Chào các bạn, chào, xin gặp các bạn chương trình sau. Dạ vâng, chào Thanh Mai. Dạ vâng, Thanh Mai rất cảm ơn chị Kathy đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình Giấc mơ đến Mỹ, My American Dream. Và mỗi tuần là mỗi thông tin hữu ích mới lạ đến với tất cả quý khán thính giả của chúng ta. Nếu quý vị thấy đây là một chương trình hữu ích thì mong rằng quý vị bấm nút subscribe và nút like, cũng như chia sẻ thông tin này đối với những người thân quen hoặc những người quan tâm. Một lần nữa, cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình vào tuần tới vào mỗi thứ ba trên làn sóng của đài Asian Media Network.